Xin chào anh chị em và các bạn đang quay trở lại với video tiếp theo của công ty Bully Việt. Hiện tại mình đang có mặt tại cổng làng thôn Ngọc Chi, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội để lắp đặt trạm rửa xe, bộ rửa xe cơ bản Việt Ba Pha, sử dụng máy Quốc cho bạn Trinh. Thì Trinh đã làm về nghề buôn bán ô tô đấy, dọn rửa, chăm sóc xe cũng rất là lâu năm rồi. Hiện tại bây giờ là Trinh có một miếng đất. Đấy, đất ở đây thì Trinh có sắm một máy để mình làm dọn rửa xe, kết hợp bán ô tô được. Thì trước đây thì Trinh có dùng máy dây vua kéo đấy, rồi dùng cái hóa chất đấy rất là thô sơ. Hiện tại hôm nay thì mình có tư vấn và lắp đặt cho Trinh một bộ máy gồm 4 món. Thứ nhất là máy rửa xe 3.200, motor 5,5 kg, điện 3 pha, một máy nén khí 120 lít điện 1 pha, một hút bụi 80 lít 3 động cơ, và một bình ba lát 40 lít bình bọt. Thì anh chị em hãy cùng mình vào bên trong để xem cái những cái lắp đặt, rồi là những cái máy móc thực tế mà bên mình đã lắp đặt và hướng dẫn Trinh xong xuôi rồi. Thì ở đây là hiện tại bây giờ đất ở đây là đất 64 đấy, thì tạm thời sẽ bắn khung và căng lưới đen, sau này sẽ dần dần mình sẽ hoàn thiện dần đấy, bắn mái đầy đủ. Ở đây thì rất là hay một cái là có sử dụng một cái công 40 feet để khách ngồi và ngủ nghỉ sinh hoạt, và phía trong rất là kín, rất là tiện dụng. Còn phía bên này thì ngay ở đây là cái chất nước đấy, thì đã đấu lối vào máy. Thì đây là máy rửa xe của Trung Quốc, UV 3.200, motor 5,5 kg. Thì mình đã đấu lối từ tủ điện chạy vào máy đấy. Cái thứ hai là đấu cái công tắc hạt để cho anh em sau này sử dụng cái máy cho nó thuận tiện nhất đấy. Đấu lối tất cả về điện, về nguồn nước thì mình đã đấu lối rất là gọn gàng rồi. Cái thứ hai là vào phía trong này có cái máy nén khí này 120 lít đấy, và cung cấp cả dây hơi của Hàn Quốc, rồi các cái đầu chia, cái máy hút bụi 80 lít 3 motor. Cái thứ ba nữa là cái bình bọt tuyết 40 lít hiệu Ballard. Thì máy này là bên mình đã bán ra thị trường rất là nhiều rồi, chất lượng khá là ổn định. Thì tổng cái bộ máy mà Trinh hôm nay lắp của công ty Uli Việt là tổng toàn bộ rơi vào gần 40 triệu đấy, về máy móc. Còn về hóa chất dụng cụ thì khoảng 5 đến 7 triệu rồi đấy, thì hôm tới là sẽ cập nhật xong. Thì anh chị em nào có nhu cầu mở tiệm rửa xe cơ bản, hãy liên hệ bên công ty để được tư vấn, hỗ trợ setup lắp đặt, tư vấn đầy đủ. Cảm ơn anh chị em đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.